Trong không khí cả nước náo nức chuẩn bị đón Tết Giáp Thìn 2024, khu vực cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu nhộn nhịp đông đúc khi người dân về quê đón Tết sớm. Dòng người bắt đầu đổ về bến xe miền Tây càng nhiều. Đa phần người dân ở các tỉnh miền Tây như An Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, ai ai cũng tay xách nách mang, lình kình đồ đạc, hành lý về quê đoàn tụ cùng gia đình. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Tại các điểm bán vé của các nhà xe, nhiều hành khách xếp hàng chờ mua vé về các tỉnh như An Giang, Cà Mau, Bến Tre, Trà Vinh. Không chỉ đông đúc hành khách, nhiều nhà xe tại bến xe miền Tây hàng hóa rất nhiều, trong đó có xe máy được bao bọc kỹ, xếp hàng dài chờ lên xe. Chị Phạm Thúy Hằng quê Tiền Giang cho biết, năm nay được nghỉ Tết sớm hơn các năm trước nên tôi cũng tranh thủ về quê đoàn tụ cùng gia đình. Tôi hy vọng mọi người về quê an toàn, có một cái Tết sung túc cùng gia đình. Nhiều tuyến đường thuộc cửa ngõ phía Tây cũng nhộn nhịp người về quê đón Tết. Tại nhiều đường thuộc cửa ngõ phía Tây như quốc lộ 1A, đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân cũng đông đúc không kém. Nhiều đoạn đường ùn ứ kéo dài, dòng xe máy, xe khách chen chân nhau đổ về các tỉnh miền Tây. Mật độ phương tiện lưu thông càng cao, phần lớn là xe máy. Các phương tiện lưu thông lỉnh kỉnh đồ đạc, dàn hàng lý phía sau xe, nhiều người còn chở cả thú cưng về quê ăn Tết. Anh Đoàn Huy Hoàng, quê Cà Mau chia sẻ, mặc dù năm nay khó khăn, thưởng Tết cũng không nhiều, nhưng gia đình tôi ai cũng háo hức, mong đến ngày được về quê thăm ông bà, cha mẹ. Ngày 23 tháng Chạp, tại các bến xe ga Sài Gòn và sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, nhộn nhịp người dân về quê ăn Tết sớm. Các bến xe, nhà ga và sân bay đã lên các phương án đảm bảo đủ phương tiện phục vụ người dân về quê ăn Tết yên vui an toàn. Tại bến xe miền Đông mới, thành phố Thủ Đức, lượng khách về quê sớm bắt đầu tăng mạnh từ tối 1 tháng 2, 22 tháng Chạp với khoảng 8.000 lượt. Những ngày trước đó, lượng khách chỉ khoảng 3.000 đến 4.000 lượt. Ông Nguyễn Lâm Hải, phó ban bến xe miền Đông mới cho biết, từ ngày 1 tháng 2, người dân bắt đầu về quê ăn Tết qua bến xe. Do vậy, bến xe đã lên các phương án đảm bảo phục vụ hành khách đi lại trong thời gian cao điểm này. Ông Hải nói, bến xe đã sắp xếp tài nguyên, điều động phương tiện vận chuyển hành khách hợp lý để nhanh chóng giải tỏa hành khách, đồng thời theo dõi tình hình, lưu lượng khách, phương tiện vận tải trên từng tuyến để có kế hoạch điều chỉnh, tập trung, phục vụ các tuyến trọng điểm, không để ùn tắc, ứ đọng khách. Theo ông Hải, các ngày cao điểm từ 21 đến 28 tháng Chạp, một số tuyến đường của một số đơn vị vận tải như Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, An Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang, Cam Ranh đã hết vé giường nằm. Hiện bến xe miền Đông mới đã phối hợp với các đơn vị bổ sung xe, loại ghế ngồi để tăng cường hoạt động trên những tuyến hết vé. Ông Hải thông tin, hiện nay công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futabus Line đang thực hiện đưa đón khách hàng đến bến xe miền Đông mới miễn phí với khoảng 1.488 chuyến trên ngày. Vì vậy, hành khách có thể dễ dàng tiếp cận bến xe miền Đông mới. Ngoài ra, hiện tại có 3 đơn vị đăng ký bố trí 38 phương tiện trung chuyển hành khách tại bến xe miền Đông mới. Đại diện bến xe miền Đông quận Bình Thạnh cho biết, bến xe đã bước vào cao điểm phục vụ việc đi lại của người dân. Riêng ngày 22 tháng Chạp, bến xe có khoảng 410 xe xuất bến, ngày 23 có khoảng 500 xe xuất bến. Bến xe cũng chủ động phối hợp với các đơn vị vận tải để điều động các phương tiện thuộc các tuyến đường có lượng khách ít, phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải hành khách du lịch hợp đồng, tăng cường cho các tuyến đường thiếu xe do lượng khách tăng đột biến nhằm đảm bảo công tác giải tỏa và tránh ứ đọng khách tại bến xe. Đại diện bến xe miền Đông, quận Bình Thạnh nhấn mạnh, tương tự lãnh đạo bến xe miền Tây cũng nhận định, năm nay người dân về quê rải rác từ ngày 20 Tết, số còn lại đi bằng phương tiện cá nhân. Dự kiến đến ngày 28-29 tháng Chạp, bến xe miền Tây sẽ có khoảng 50.000 lượt khách mỗi ngày. Với lượng khách như trên, bến xe miền Tây đã có đủ các phương án phục vụ kết nối đảm bảo phương tiện cho người dân về quê đón Tết an toàn, yên vui. Ngày 1 tháng 2, ngành đường sắt phục vụ 17 chuyến tàu với gần 4.000 hành khách từ thành phố Hồ Chí Minh về quê. Bên cạnh những hàng dài người lớn trẻ em là những chiếc xe kéo hành lý chất đầy được các nhân viên tại đây xếp gọn gàng để đẩy lên tàu. Một số hành khách còn ôm trên tay những cành tuyết mai để mang về quê làm quà Tết. Vào dịp Tết, lưu lượng người dân di chuyển đông, hành khách cần sắp xếp thời gian ra ga trước giờ tàu chạy khoảng 30 phút và lên đúng chuyến tàu số toa, số chỗ của mình để tránh nhỡ tàu. Ngành đường sắt sẽ tổ chức kiểm soát thẻ lên tàu và giấy tờ tùy thân của hành khách tại cửa vào ga và cửa toa tàu. Thông tin cá nhân trùng khớp với thông tin trên thẻ lên tàu mới được vào ga đi tàu. Khi đi tàu, hành khách nên mang theo hành lý nhỏ gọn, mỗi vé hành khách mang không quá 20 kg và tự trông coi bảo quản hành lý.
Vui mừng vì mua được vé về quê, bà Đinh Thị Khương, 79 tuổi, quê Quảng Ngãi, chia sẻ. Bà mua vé trước 2 tuần, còn được giảm 25% giá vé cho hai mẹ con. Bà Khương cho hay, tôi mua vé cho hai mẹ con về quê Quảng Ngãi hết hơn 1 triệu 600 nghìn đồng. May mà vẫn mua được vé là mừng rồi. Chứ sợ mình không mua được vì tôi mua trễ so với thời điểm mở bán vé Tết. Bà Khương chia sẻ, dù đã lớn tuổi nhưng ở nhà buồn, bà vào thành phố Hồ Chí Minh bán vé số để phụ giúp các con. Đợt này bà mới vào thành phố Hồ Chí Minh được nửa tháng nên chưa có thu nhập nhiều, chỉ đủ mua vé tàu về quê đón Tết cùng các con. Một nhân viên tại ga Sài Gòn cho biết, đợt này chủ yếu là người lao động và học sinh sinh viên về quê sớm. Công nhân một số khu công nghiệp thì còn ít, có lẽ kinh tế khó khăn nên nhiều người chọn ở lại thành phố Hồ Chí Minh để đón Tết. Ngoài đi tàu, đi xe khách cũng là lựa chọn phổ biến của những người con xa quê. Các ngày 27, 28, 29 tháng Chạp, lượng khách đặt vé về khu vực Tây Nguyên đã đạt khoảng 99%. Bến xe miền Đông cho biết đã xây dựng kế hoạch bán vé xe Tết phục vụ hành khách đi lại khu vực Tây Nguyên trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 từ sớm. Về việc tăng giá vé trong dịp Tết, bến đã phối hợp với các đơn vị vận tải để điều chỉnh giá vé hợp lý, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và cả nhà xe. Cụ thể, vé đi xe các tỉnh Kon Tum, Gia Lai được điều chỉnh giá không quá 40% từ ngày 26 tháng 1 đến hết ngày 28 tháng 1, điều chỉnh giá cước không quá 60% từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 12 tháng 2. Các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông điều chỉnh giá vé không quá 40% từ các ngày 2 tháng 1 đến hết ngày 1 tháng 2, điều chỉnh giá cước không quá 60% từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 13 tháng 2. Các tỉnh Bình Dương, Bình Phước điều chỉnh giá vé không quá 40% từ ngày 4 tháng 2 đến hết ngày 15 tháng 2. Đối với công tác kê khai giá vé, bến xe miền Đông đã tiếp nhận 60 trên 75 đơn vị kê khai tăng giá cước. Để tăng cường các chuyến xe phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán, bến xe miền Đông đã đăng ký 200 phù hiệu để phục vụ xe tăng cường trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Các doanh nghiệp cam kết đáp ứng đầy đủ 100% phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết. Hiện đã có 25 trên 75 đơn vị vận tải hành khách chuẩn bị xe tăng cường để đáp ứng nhu cầu của hành khách, dự báo tăng cường xe vào các ngày 2 tháng 2 đến ngày 7 tháng 2. Bến đã xây dựng kế hoạch phối hợp tốt với địa phương, công an, quận, phường, cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, đảm bảo trật tự giao thông xung quanh bến và tình hình an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại bến xe. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.